Chào các em, thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục làm quen với nhau qua bài số 2, hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Và bài này chúng ta sẽ học trong 2 tiết và theo phân phối chương trình, đó là tiết 3 và tiết 4 các bạn ha. Bài số 2 hệ quản trị cơ sở dữ liệu thì chúng ta có những kiến thức như sau. Thứ nhất là chức năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Thứ hai là vai trò của con người khi làm việc với hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Thứ ba đó là các bước để xây dựng cơ sở dữ liệu. Và chức năng thì chúng ta sẽ học về cách cung cấp môi trường tạo lập cơ sở dữ liệu, cung cấp môi trường cập nhật và khai thác dữ liệu, cung cấp công cụ kiểm soát rồi điều khiển truy cập vào dữ liệu. Về vai trò thì chúng ta sẽ tìm hiểu ba vai trò, đó là người quản trị, người lập trình, ứng dụng và người dùng. Về các bước xây dựng thì chúng ta sẽ tìm hiểu ba bước, đó là khảo sát, thiết kế và kiểm thử. Trước tiên ta đi vào chức năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Thứ nhất, nó sẽ cung cấp môi trường tạo lập cơ sở dữ liệu. Thì hệ quản trị cơ sở dữ liệu phải cung cấp một môi trường để người dùng dễ dàng khai báo kiểu dữ liệu, các cấu trúc dữ liệu thể hiện thông tin và các ràng buộc trên dữ liệu. Mỗi hệ quản trị cơ sở dữ liệu cung cấp cho người dùng một ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu, là hệ thống các ký hiệu để mô tả cơ sở dữ liệu. Chúng ta quan sát, đây là một cái môi trường tạo lập cơ sở dữ liệu, và cái ngôn ngữ dữ liệu chúng ta học ở chương trình lớp 12 đó là ASCII các bạn ha.
Thứ hai là cung cấp môi trường cập nhật và khai thác dữ liệu. Cập nhật là gì và khai thác dữ liệu là gì? Chúng ta đã học rồi ở bài số 1. Ngôn ngữ để người dùng diễn tả yêu cầu cập nhật hay khai thác thông tin thì gọi là ngôn ngữ thao tác dữ liệu. Và thao tác dữ liệu thì gồm có là cập nhật, thì gồm có nhập, sửa và xóa dữ liệu. Thứ hai là khai thác thì sẽ là sắp xếp, tìm kiếm, kết xuất báo cáo. Thì phần này chúng ta đã tìm hiểu rồi ở bài số 1. Ngôn ngữ để người dùng diễn tả yêu cầu cập nhật hay khai thác thông tin thì gọi là ngôn ngữ thao tác dữ liệu. Và chúng ta thấy rằng đây là một loại ngôn ngữ dữ liệu ha. Và khi chúng ta tham gia lập trình thì chúng ta sẽ hiểu nó. Thứ ba đó là cung cấp công cụ kiểm soát, điều khiển truy cập vào cơ sở dữ liệu. Thì thứ nhất, nó sẽ đảm bảo an ninh, phát hiện và ngăn ngừa truy cập không được phép. Thứ hai là duy trì tính nhất quán của dữ liệu. Thứ ba là tổ chức và điều khiển các truy cập đồng thời. Thứ tư là khôi phục cơ sở dữ liệu khi có sự cố ở phần cứng hay phần mềm. Và cuối cùng là quản lý mô tả dữ liệu. Thì phần này cũng khá là quan trọng ha các bạn. Chúng ta đến với phần kiến thức tiếp theo, đó là vai trò của con người khi làm việc với hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Thì người quản trị cơ sở dữ liệu là người như thế nào? Đây là một người hay một nhóm người được trao quyền điều hành cơ sở dữ liệu, quản lý các tài nguyên của cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu và các phần mềm có liên quan, cài đặt cơ sở dữ liệu, phân quyền truy cập, cấp phát phần mềm và phần cứng theo yêu cầu, duy trì các hoạt động hệ thống. Người thứ hai là người lập trình ứng dụng. Đây là người có vai trò như thế nào? Là người có nhiệm vụ xây dựng các chương trình ứng dụng đáp ứng nhu cầu khai thác của người dùng, hỗ trợ khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu trên cơ sở các công cụ mà hệ quản trị cơ sở dữ liệu đã cung cấp. Hay người lập trình ứng dụng có thể nói đó là người tạo ra các chương trình mà mình có thể sử dụng được. Ví dụ như là một số chương trình về ngôn ngữ lập trình, mã nguồn mở, hoặc là các trò chơi trên máy vi tính. Người cuối cùng đó là người dùng. Đây là người như thế nào? Là người có nhu cầu khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu, tương tác với hệ thống thông qua sử dụng những chương trình ứng dụng đã được viết trước. Giao diện người dùng có dạng biểu mẫu. Phần này mình sẽ học kỹ hơn ha. Thì nói tóm lại, người dùng có thể là cô, có thể là các bạn, ai cũng có thể là người dùng được. Và người dùng có nhu cầu khai thác một cơ sở dữ liệu nào đó thì người lập trình sẽ viết ra để chúng ta sử dụng. Và đây là một trong những ngôn ngữ lập trình mà người lập trình đã tạo ra. Đây là giao diện về bảng điểm, đây là form hay gọi là biểu mẫu ở trong chương trình Asset mình sẽ học sắp tới nha. Người dùng thì được phân thành từng nhóm, mỗi nhóm có một số quyền nhất định để truy cập và khai thác cơ sở dữ liệu. Ví dụ như bảng điểm của học sinh trên phần mềm Asmat là phần mềm quản lý điểm của mình đó, thì phụ huynh và học sinh có quyền xem điểm nhưng không có quyền cập nhật thông tin. Còn đối với giáo viên viên bộ môn thì chỉ cập nhật thông tin bộ môn và điểm lớp mình đang dạy thôi. Còn chủ nhiệm thì sẽ có quyền cập nhật về thông tin của các em, hồ sơ của các em. Ta đến với bài tập áp dụng. Đây là bài tập thứ nhất, bài tập 4, trang 20 sách giáo khoa. Là khi làm việc với các hệ cơ sở dữ liệu, em muốn giữ vai trò là gì? Là người quản trị cơ sở dữ liệu, người lập trình ứng dụng hay người dùng? Vì sao? Thì phần này chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ kiến thức trong sách giáo khoa về chức năng của ba nhóm người và chúng ta sẽ trả lời sao cho hợp lý ha. Đây là một đáp án mở.
chúng ta sẽ giải thích vì sao hợp lý là được. Ví dụ như cô thì cô sẽ thích là người lập trình ứng dụng vì cô muốn viết ra những chương trình mà cô yêu thích để cô sử dụng, và cô cũng có thể là trao quyền sử dụng đó cho người dùng, đó là các em. Bài tập thứ hai, xác định người quản trị cơ sở dữ liệu, người lập trình ứng dụng, người dùng cho các phần mềm sao. Ta có phần mềm Asmat như trang web trường. Trang web trường do ai thảo lập ra các bạn biết không? Thì người quản trị cơ sở dữ liệu đối với Asmat đó là thầy hiệu trưởng hoặc là phó hiệu trưởng, những thầy cô trong ban giám hiệu. Người lập trình ứng dụng đó là người một lập trình viên của tập đoàn viễn thông quân đội Viettel, và người dùng đó là phụ huynh, học sinh, giáo viên có nhu cầu. Đối với phần mềm về trang web trường hay là cơ sở dữ liệu đó thì người quản trị cơ sở dữ liệu đó là thầy Tài, tại vì thầy Tài là người đã tạo ra trang web này, cho nên thầy cũng là người lập trình ứng dụng. Và người dùng thì có thể là thầy, có thể là các thầy cô trong trường và phụ huynh hoặc là học sinh của chúng ta. Bài tập 3, có thể thay đổi người quản trị cơ sở dữ liệu được không? Nếu được thì cần phải cung cấp những gì cho người thay thế? Thì ở đây mình trả lời đó là có thể được ha, và chúng ta phải cung cấp cái quyền truy cập các thông tin có liên quan đến hệ thống bảo vệ, đảm bảo an toàn hệ thống, cấu trúc dữ liệu về hệ thống, các phần mềm ứng dụng đã được gắn vào, nói chung là toàn bộ thông tin về hệ thống đó. Chúng ta đi sang phần kiến thức thứ tư, đó là các bước xây dựng cơ sở dữ liệu. Thì bước thứ nhất đó là khảo sát. Khảo sát là tìm hiểu các yêu cầu của công tác quản lý, xác định và phân tích mối liên hệ giữa các dữ liệu cần lưu trữ, phân tích các chức năng cần có của hệ thống khai thác thông tin, đáp ứng các yêu cầu đặt ra, xác định khả năng phần cứng lẫn phần mềm có thể khai thác và sử dụng được chúng. Đây là bước khảo sát. Bước thứ hai là thiết kế, là chúng ta sẽ thiết kế cơ sở dữ liệu, ta lựa chọn hệ quản trị để triển khai, xây dựng hệ thống chương trình ứng dụng. Bước thứ ba là kiểm thử, thì sau khi chúng ta đã khảo sát thiết kế rồi, chúng ta sẽ chạy thử cái cơ sở dữ liệu này có hợp lý chưa, thì chúng ta sẽ nhập dữ liệu cho cơ sở dữ liệu, tiến hành chạy thử các chương trình ứng dụng. Và các bạn lưu ý rằng là các bước xây dựng cơ sở dữ liệu này phải lặp đi lặp lại nhiều lần để kiểm tra cái độ chính xác của nó. Về phần bài tập áp dụng, vì sao các bước xây dựng cơ sở dữ liệu phải lặp đi lặp lại nhiều lần, trả lời cho câu hỏi phía trên của mình, thì do quá trình xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu phản ánh một hoạt động quản lý thực tế, đó là một quá trình tiệm cận. Và tiệm cận là gì thì các bạn đã học toán rồi, các bạn tìm hiểu ha. Và ban đầu người thiết kế có thể chưa hiểu hết mọi yêu cầu đòi hỏi của công tác quản lý đó, và chỉ sau khi có cơ sở dữ liệu thực tế, người ta mới đánh giá được sự phù hợp của mô hình cơ sở dữ liệu với yêu cầu thực tế và có những chỉnh sửa phù hợp. Ngoài ra, có thể xuất hiện thêm các yêu cầu mới, do đó phải có sự thay đổi về tiêu chí đánh giá nhu cầu thông tin, ta cần phải cập nhật lại. Cho nên nói đó là kiểm thử phải lặp đi lặp lại nhiều lần là như thế. Phần dặn dò thì các bạn về làm bài tập 3 trang 16, bài tập 3 năm trang 20 và xem bài tập và thực hành trang 21 sách giáo khoa dùm. Cảm ơn các em đã theo dõi bài học ngày hôm nay. Sau đây các em hãy truy cập vào link sau để vào làm bài tập. Điểm sẽ được chấm và lưu tự động. Hãy quan sát hình hướng dẫn phía bên dưới. Ở hình thứ nhất, các em hãy bấm vào dòng chữ bắt đầu làm để vào trang đề kiểm tra tin 12 ha. Ở hình thứ hai thì các em sẽ nhập đầy đủ họ tên và lớp của mình, sau đó bấm vào chữ xác nhận thì mình sẽ vào làm trắc nghiệm.
Sau khi làm trắc nghiệm xong, các em nhớ nhấn nút nộp bài cho cô nhé. Chúc các em học tốt. Hẹn gặp lại các em ở những bài sau. Thân ái chào các em.